Hello, mình Trung Chí Hai ra mắt. Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay là một ngày mới đấy các bạn ơi. Mình lại tiếp tục đi kiếm ong ơi. Thôi một ngày mới mình cũng chúc tất cả mọi người có một ngày thật vui vẻ nha, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống nha các bạn. Chúc anh em săn ong nay gặp nhiều may mắn. Bây giờ mình cũng đã đến điểm tìm ong các bạn ơi. Mình cũng đi rất cũng tầm trưa các bạn ơi. Mình đi hôm nay thì thấy ong sớm hơn mọi hôm các bạn ơi. Mình đã chuẩn bị được đuốc rồi. Cũng mới thấy được tổ ong các bạn ơi. Đây là dụng cụ để mình bó đuốc nhé các bạn. Mình quay cho nhiều anh em mà chưa có biết. Còn nhiều anh em trong nghề thì anh em nhìn là anh em hiểu các bạn ơi. Đây là lá để mình bó làm tạo cái đuốc để lên bắt tổ ong mật các bạn ơi. Đây, mình dùng củi khô nhé các bạn. Nên sao là cứ củi khô là được, củi nào cũng được, nên sao là cháy. Đó, mình dùng cần này củi đây. Cũng chuẩn bị được mớ lá đây rồi. Rồi bây giờ mình quay cho các bạn xem tổ ong nhé. Tổ ong này thì cũng khá là tuyệt vời các bạn ạ. Lô su này người ta không có cạo đây. Mà không hiểu sao là người ta chắc người ta không bắt đi. Chứ tổ ong đấy chắc người ta cũng biết các bạn ơi. Đây, quay cho các bạn xem tổ ong mình thấy rồi. Màu đen nằm trên cây chua các bạn ơi. Cây này thì cũng dễ trèo thôi. Tổ ong này cũng khá là hung dữ đấy nha các bạn. Mình nhìn thấy nó cũng chớp cánh nhằng nhằng luôn mà. Bầy thì nó cũng được các bạn ơi. Đây, làm một cây xu này. Nói chung là cũng dễ thôi. Cao là cũng cỡ tầm 6 mét. Đây, từ cái khoảng không gian này lên đến trên tổ ong này mình cũng ước lượng tầm 6 mét các bạn ơi. Hôm nay là nói chung là cũng quá là may mắn các bạn ơi. Cũng đã thấy được tổ ong sớm. Nhưng mà không biết là nó có mật không đây. Tháng này thì mình nói chung là ong mật nó ít các bạn ơi. Nhiều hôm bắt được cỡ xị hai xị là thấy ngon lắm rồi các bạn ơi. Có tổ còn không được ít nào luôn. Đâu có phải là cứ thấy ong là có mật đâu nhé các bạn. Thấy ong nó còn vào sự may mắn của mình nữa. Nhiều hôm bắt 5 ổ không có ít mật ra luôn. Thế mình thấy nản quá các bạn ơi. Nhưng mà biết sao giờ, chưa gặp may mắn thì phải đành chịu thôi. Bây giờ mình tiến hành bó đuốc đó các bạn ạ. Bó đuốc rồi, mình lại tiếp tục như mọi lần các bạn ạ. Cứ mỗi lần thấy ong là mình lại sẵn sàng một cái đuốc. Bây giờ mình bắt đầu tiến hành làm đuốc các bạn ạ. Rồi. Anh em nào mà chưa biết cách làm đuốc ba ong mật thì vào những clip mình có làm trong đó các bạn ơi, xem rồi mình làm thôi. Nói chung là cũng có nhiều người không biết, cũng có người mà những người mà không cùng nghề các bạn ơi thì chắc họ ít biết lắm. Có anh em mà trong nghề là anh em nói chung là nhiều anh em làm mỗi anh em làm một cây đuốc khác nhau các bạn ơi, chứ không ai giống ai hết. Nên sau là người ta bắt được ong. Rồi, các bạn chờ mình nhé. Chờ mình làm đuốc rồi lên bắt tổ ong mật nhé các bạn. Mình đã chuẩn bị được đuốc rồi các bạn ạ. Trời khá là gió đấy. Trời khá là gió các bạn ạ. Đây, giờ nó nằm xuống này. Trời gió quá. Mình tiến hành mình lên. Lên cây các bạn ạ. À, cái chu này người ta không cạo các bạn ạ. Cái chu này nó bỏ. Khả năng cái chu này ong xuống sau á. Ta bỏ là không cạo.
ổn các bạn ơi. Khá là to đấy. Bây lên thấy to các bạn ơi. Wow. Ổng khá là không giữ các bạn ơi. Cùng mặt thì cũng tạm được ạ. Mình cũng chưa nhìn rõ cùng mặt cho lắm. Cây xung này tươi hay chết nữa. À, cây xung này tươi. Không ăn thua đấy các bạn. Tổ ong nó to đấy. Khô mật các bạn ơi. Lớn quá. Mật khô hết trơn. Còn được nhưng không bao nhiêu hết. Có chỗ gác đuốc luôn các bạn. Tìm chỗ mình gác đuốc. Một chỗ nào để gác đuốc không. Thật là quái ăn thật chứ. Rồi, ok đấy. Chỗ ong bay vàng hết người luôn các bạn ơi. Quay cho các bạn xem cái ong. To 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 các bạn ơi. Ong cũng bật lép quá. Quá khiếp hồn luôn các bạn. Rồi, mình tiến hành lấy mật các bạn ơi. Không cần chờ nữa. Chỗ lấy rồi giọt. Đúng khiếp thật ạ. À cũng được chứ, mà cũng được các bạn ơi. Không cồi cho lắm. Ăn nó bầu thức quá. Bầu mà không làm được luôn chứ. Kéo được đây. Kéo được các bạn ơi. Để cho nó bay bớt đi chứ.
Cũng khá là tuyệt vời đấy. Phần vẫn khá nhiều. Không có cái tư thế để lọc phấn nữa các bạn. Nó vãi đảng thật đấy chứ. Quá trình lấy mặt thôi. À, ok rồi. Quá tuyệt vời ạ. Buổi sáng là đụng được hàng là quá ok rồi. Ít nhiều cũng là có mật rồi các bạn ơi. Khá là nặng các bạn ơi. Cũng khá là tuyệt vời đấy. Thôi có ít phấn các bạn ơi. Quá ok. Này chắc cũng được 2 xị các bạn ơi. 2 xị là không có ngày công à. To khiếp phồn các bạn ạ. À cùng mặt thì nó thảm quá. Này đi xuống các bạn ạ.
Rồi, bắt nó an toàn các bạn ơi. Bắt chỉ bắt xong tổ ong khá là gian nan đấy. Tổ ong khá là to các bạn ơi. À mà được có 2 chị. Tháng này mật thì nó kiếm được tổ mật nhiều hơi khó các bạn. Anh em đi săn ong khá là nhiều. Giờ này thấy to nhỏ người ta cũng bắt các bạn. Nên sau có mật là người ta bắt. Người này không bắt người kia bắt nên tổ ong không bao giờ nó nhiều mật được. Khá là mệt các bạn ạ. Xuống rồi. Thành công các bạn ạ. Ong non này, nó bám theo mình luôn. Cùng mật đây. Khá tuyệt vời các bạn ạ. Hôm nay cũng tầm 2 xị, hơn 2 xị các bạn ạ. Cũng khá là tuyệt vời ạ. Nói chung là sáng ra được ổ này là cũng mừng lắm các bạn ạ. Cũng chẳng biết cầu gì nữa. Ồ, sáng ra là có mật này là quá tuyệt vời rồi. Video bắt ong của mình hôm nay ở đây xin tạm dừng các bạn ơi. Mọi người xem video mình nếu thấy hay cho mình một nút đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ cho mình nhé các bạn. Để ủng hộ cho mình thêm nhiều động lực, sức khỏe để đi quay những clip bắt ong tiếp theo cho mọi người xem nhé. Thôi, mình xin chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn các bạn vào video tiếp theo của mình nhé.